Xin chào các anh em, ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh giá rẻ là các bạn đã có thể trải nghiệm những game bom tấn trên nền tảng di động rồi. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, trên tay bạn chỉ là một chiếc điện thoại Android không có kết nối mạng, không có game tải sẵn thì phải làm thế nào đây? Một chiếc máy Android sẽ không được cài sẵn mấy trò như rắn săn mồi hay bóng này như trên các dòng cục gạch của máy Nokia. Vậy thì phải làm sao đây ạ? Đừng lo, vì các nhà phát triển của Google cũng đã cài đặt sẵn cho bạn những tính năng giải trí trên tại mục Google Play Game, để các bạn có thể giải trí mà không cần đến kết nối mạng để tải game tại cửa hàng. Hôm nay, hãy cùng mình điểm qua 6 game có sẵn trên điện thoại Android nhé. Mình là Đậu Đậu, và các bạn đang xem video tại kênh Đậu Phụ Gaming. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Trò chơi dò mìn, My Sweeper. Hay gỡ bom là một trò chơi giải đấu rất nổi tiếng trên máy tính. Trò chơi bao gồm một bãi mìn là những hình vuông có thể chứa mìn, và người chơi cần phải dựa vào những con số thể hiện số mìn xung quanh để mở hết tất cả những ông vuông trống mà không kích nổ của mìn nào. Trò chơi ra mắt trên máy tính vào năm 1989, sau đó trở thành trò chơi quốc dân của anh em mỗi giờ tin học. Ngày xưa tôi cũng cao thủ. Coi như tôi chưa nói gì nhé. Trò chơi bóng gậy. Trò này mình khá thích vì chuyển góc máy trông rất mượt. Người chơi sẽ được vào vai một chú dế, thi đấu với một đội của ốc sen. Người chơi chỉ cần chạm trên màn hình để quả bóng bay đi. Bạn nào từng chơi game này trên máy Nokia anh rồi nhỉ? Số 3, Hopmania. Bạn nào mà từng chơi trò cờ Yoshi Rốt thì sẽ nhận ra ngay trò này. Người chơi sẽ tắp trên màn hình để đưa nhân vật của mình đi qua đường. Game có cơ chế đơn giản nhưng mà cũng dễ của lắm nha. Lần này mình sẽ không gáy mình là cao thủ nữa. Số 4, Uli Bird. Mình gọi trò này là con bọ nhảy. Người chơi sẽ nghiêng điện thoại để nhân vật bay sang trái hoặc phải theo chiều nghiêng. Tập vật phẩm cầu vồng thì bay cao hơn như trong chóng của con trốn xanh lè. Có trò tên là đu đổ dăm cũng y chang. Số 5, Pac-Man. Là một trò chơi arcade được phát triển bởi Namco và phát hành đầu tiên tại Nhật Bản vào ngày 22 tháng 5 năm 1980. Trò chơi trở thành kinh điển và trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng những năm 80. Trò chơi bằng tuổi chú mình, kẻ cũng bắn cuốn đấy. Với lại, không dễ đâu anh em nhé. Khủng long tay cùi. Con khủng long tay cùi này chắc anh em nào cũng đã từng chơi rồi. Chỉ cần sử dụng một chiếc máy không có kết nối mạng là bạn có thể chơi trò này. Bấm vào màn hình để đưa khủng long né tránh các vật thể. Nhìn đơn giản thế thôi nhưng bành cuốn ra phết đấy. Điểm cao nhất của anh em là bao nhiêu nhỉ? Chia sẻ bên dưới comment nhé. Trên đây là 6 game có sẵn trên điện thoại mà bạn không cần tải về, không có mạng, không cần xem quảng cáo mà vẫn chơi được. À, những trò chơi kể trên cũng có thể chơi trên Google nhé anh em, nhưng sẽ phải cần mạng, giống như trò dế chơi bóng gậy này. Trong ứng dụng của Google còn rất nhiều trò chơi khác nữa, các bạn có thể trải nghiệm thêm. Nếu như thấy game nào hay, hãy để lại bình luận phía dưới để cùng mình phân tích và chơi thử nhé. Mình là Đậu Đậu, và các bạn đang xem video trên kênh Đậu Phụ Gaming. Video dài chúng mình sẽ ra mắt vào mỗi cuối tuần, còn các video ngắn sẽ ra đều đặn hàng ngày nhé ạ. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm like, nếu thấy bổ ích, hãy bấm nút share và đừng quên theo dõi chúng mình để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất về game mobile nhé.